Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với vụ án Hồ Duy Hải. Hôm qua, có đọc được thông tin đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc với dân và buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội là chủ đoàn là Nguyễn Thị Kim Ngân. Buổi tiếp xúc cử tri có một cử tri là Đỗ Văn Ngon đặt câu hỏi: xin chủ tịch Quốc hội cho biết vụ án Hồ Duy Hải đến nay tiến triển tới đâu, bởi trên nhiều trang mạng viết rằng trong vụ án không có vân tay của Hồ Duy Hải tại hiện trường. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời và cho biết vụ án Hồ Duy Hải diễn ra đã lâu, sau phiên giám đốc thẩm có nhiều ý kiến khác nhau trong nhân dân. Chúng tôi yêu cầu tòa xét xử độc lập, tòa án theo hiến pháp thực hiện quyền tư pháp một cách độc lập. Tuy nhiên, vẫn có sự giám sát, ví dụ như viện kiểm sát giám sát hoạt động tư pháp, Quốc hội cũng giám sát về thực hiện quyền tư pháp. Do có nhiều ý kiến khác nhau nên sau phiên tòa giám đốc thẩm thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại. Do đó vụ án đến nay chưa thi hành án. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý với người dân rằng trên trang mạng xã hội chỉ là một kênh thông tin, người dân cũng cần nghe ý kiến của chánh tòa án để đã báo cáo với Quốc hội. Chủ tịch nước nhấn mạnh vụ án Hồ Duy Hải có sự có sai hay không sai, có quan hay không quan thì phải chờ ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện quyền tư pháp và chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, như vậy kết luận và quyết định của phiên xét xử trước mặc nhiên là vô hiệu và hủy án để điều tra lại. Còn nói là các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại. Thế xem xét lại là thế nào? Xem xét hồ sơ tại cơ quan hay là sao? Hay là tổ chức một đội điều tra độc lập đi xuống hiện trường tỉnh Long An và lật tung lại hồ sơ để điều tra lại và giám định lại? Theo bà Ngân trả lời, dư luận cảm thấy chung chung, chưa rõ ràng, làm cho dư luận và quần chúng vẫn còn lo lắng, chỉ biết chờ đấy. Nhưng chờ đợi đã hơn 12 năm rồi. Sự kiên nhẫn mỏi mòn, bức xúc càng tăng cao, lòng tin càng bị xói mòn. Thưa quý vị và các bạn, đó là ý kiến của dư luận, là chờ mòn mỏi quá rồi. Nhưng theo một số thông tin đáng tin cậy cho biết rằng vụ án Hồ Duy Hải đã được các cơ quan thẩm quyền tổ chức đội điều tra độc lập và đã có kết quả rõ ràng, nhưng chưa công bố kết quả được vì còn ảnh hưởng đến nhiều người. Do đó cần phải có sự sắp xếp lại nhân sự. Xong trong kỳ đại hội đảng lần thứ 13 này, Quốc hội sẽ bầu lại nhân sự cao cấp, sau đó mới đem ra xét xử và công bố kết quả điều tra, và sẽ có một kết quả chính xác và thuyết phục. Quý vị hãy xem lại những vụ án lớn, điều này có đúng như vậy không? Cụ thể như là vụ án tham nhũng tại Bộ Giao thông Vận tải mà bị cáo là Đinh Gia Thăng đang từ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải chuyển về làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, rồi lại tiếp tục chuyển về Ban Kinh tế Trung ương. Và thưa quý vị, tại đây vụ án được công khai
và đem ra xét xử. Nhưng trước khi đem ra xét xử thì sự sắp xếp nhân sự đã xong xuôi. Từ đó hãy suy nghĩ vụ án Hồ Duy Hải cũng như vậy, cần phải có thời gian để sắp xếp lại vị trí cán bộ, những vị trí cán bộ có liên quan một cách gián tiếp đến vụ án, và củng cố vững chắc chứng cứ rõ ràng, minh bạch và khách quan, và đem ra xét xử ngay. Do đó dư luận hãy bình tĩnh, vì các cơ quan chức năng có thẩm quyền tuyên bố vụ án này là nghiêm trọng và phức tạp là như thế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri như thế, như vậy là Hồ Duy Hải không quan và cũng có quan, cái đó vấn đề đó là chưa biết có tội hay không có tội, là phải chờ kết luận điều tra của các cơ quan thẩm quyền. Như thế là vui rồi. Thưa quý vị và các bạn hãy hiểu ngầm với nhau rằng vì vấn đề chính trị và uy tín của đảng và chính quyền nên phải công bố kết quả và xét xử cho đúng thời điểm, đúng người, đúng tội. Hiện tại chúng ta hiểu rằng Hồ Duy Hải đã thoát tội tử rồi. Đó là một vấn đề. Và vấn đề quan trọng hơn nữa mà dư luận đang mong chờ là những kẻ chủ mưu chạy tội cho hung thủ gây ra vụ án này sẽ được xử lý như thế nào và chịu hình phạt của pháp luật đích đáng hay không, ai là người chịu trách nhiệm trong vụ án này và nguyên nhân tại sao gây ra như vậy, chứng minh nguyên nhân là vì sao và chứng minh động cơ là gì cũng như mục đích là gì. Vì vô tình hay cố ý, vì trình độ yếu kém hay là cố ý làm như thế, và vì tiền bạc hay vật chất hay vì chạy quyền chạy chức, đây là một vấn đề phức tạp trong vụ án. Dư luận đang đợi và mong muốn được lời giải thích rõ ràng và chính xác để chứng minh là đất nước Việt Nam chúng ta có một bộ máy tư pháp trong sạch, liêm chính, vô tư, công bằng và khách quan. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy yên tâm và tin tưởng rằng luật pháp luôn nghiêm minh và công bằng, minh bạch, khách quan. Đảng và chính quyền luôn luôn được củng cố, chỉnh đốn để ngày một hoàn thiện và tốt hơn, và càng lấy lại được niềm tin của nhân dân. Do đó, vụ án này phải làm đến nơi, đến chốn và phải làm rõ ràng, minh bạch để nhân dân cùng nhau chung tay xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, phát triển ngang tầm với các nước bạn bè năm châu trên thế giới. Một đất nước dân giàu nước mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thông tin chia sẻ đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng dự án vụ án Hồ Duy Hải. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn sẽ theo dõi tiếp tục những thông tin mới nhất về vụ án Hồ Duy Hải với những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn các bạn lại video tiếp theo. Xin chào.